Dạ vâng, em xin kính chào quý anh chị cùng quý nhà đầu tư nhé. Và hôm nay mà tiếp tục đi săn cho quý anh chị, chúng ta được một lô đất bám mặt tiền quốc lộ 14A quý anh chị nhé. Lô đất của chúng ta có địa chỉ tại xã Gia Ròng, huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai quý anh chị. Và nó bám theo cái mặt tiền con đường quốc lộ 14A này là ngang là 13m và sâu ở bên trong là 33m. Và trên đất là đã có 270m2 đất thổ cư được quý anh chị nhé. 13 sâu 33, 270 thổ cư và hướng đất là hướng đông nam quý anh chị nhé. Và từ cái vị trí sản phẩm lô đất này mà quý anh chị chúng ta di chuyển đến chợ Phú Quan nó chỉ khoảng 2 cây số thôi quý anh chị. Và di chuyển đến trung tâm ở thị trấn Nhơn Hòa bán kính là 7 cây. Và theo hướng này thì quý anh chị chúng ta di chuyển đến các tỉnh phía Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, ở Sài Gòn là quý anh chị chúng ta di chuyển theo hướng này nhé. Và theo hướng ngược lại thì quý anh chị chúng ta di chuyển đến huyện Chư Sê, trung tâm của huyện Chư Sê rơi vào khoảng 9 cây quý anh chị nhé, 9 cây. Quý anh chị chúng ta di chuyển theo hướng này và di chuyển lên thành phố Pleiku rơi vào khoảng 45 cây quý anh chị nhé, 45 cây là đến trung tâm thành phố Pleiku quý anh chị nhé. Và đi về hướng, đây là hướng đi về Bắc này quý anh chị này. Và tiện ích xung quanh của sản phẩm lô đất này cách ủy ban xã 1 cây số quý anh chị nhé, và cách trường cấp 2 là 700m quý anh chị nhé. Và đây là toàn bộ khu dân cư cũng như là buôn bán rất chi là sầm uất như thế này. Điện đường trường trạm đầy đủ quý anh chị nhé. Đây là tất cả khu vực buôn bán này quý anh chị này, dọc hai bên đường nhé. Và lô đất hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị đây ạ. Gia chủ đã đổ mặt bằng rồi quý anh chị nhé. Thì bây giờ em Hòa sẽ chỉ ranh giới cho quý anh chị chúng ta cùng xem ạ. Và đây là lô đất hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị chúng ta nhé. Và nó giáp cái nhà bên này và kéo sang bên này là 13m và sâu 33 quý anh chị nhé. Gia chủ đã có đổ đất rồi nhưng mà chưa có bằng đường lắm quý anh chị, chưa có bằng đường lắm. Đất thì cũng không có vướng đường điện cũng như là không có dính cột điện gì cả quý anh chị nhé. Và với mức giá bán thì em Hòa cũng xin công bố để quý anh chị chúng ta cùng nắm bắt nhé. Mức giá bán gia chủ đang mong muốn với mức giá bán là 110 triệu trên 1 mét ngang quý chị nhé. Ngang là 13m. Chúng ta nhân với giá là 110 triệu 1 mét ngang quý chị nhé. Và với mức giá bán này thì gia chủ sẽ bao toàn bộ thuế phí cho quý anh chị chúng ta nhé. Và có bớt lộc nhẹ quý anh chị nhé, có bớt lộc nhẹ. Và gia chủ cũng đã đổ mặt bằng như thế này rồi quý anh chị nhé. Đấy, cũng đã đổ mặt bằng gần bằng so với đường rồi quý anh chị này. Đây quý anh chị, chúng ta chỉ cần đổ thêm một chút đất nữa và chúng ta làm móng thì lô đất của chúng ta sẽ bằng phẳng so với đường quý anh chị nhé. Thì em sẽ quay từ dưới lên. Đây quý anh chị này. Đó, từ dưới lên đây quý anh chị nhé. Và đây là mặt đường này, và đây là đất này quý anh chị, nó chỉ thấp hơn một chút xíu nữa thôi quý anh chị nhé, không đáng kể quý anh chị. Đấy, và quý anh chị chúng ta quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì liên hệ ngay cho em Hòa sẽ gửi đầy đủ thông tin và tư vấn cho quý anh chị chúng ta rõ hơn nhé. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta theo dõi trên màn hình phần lên cam. Và đừng quên ủng hộ em Hòa bằng cách cho em Hòa xin một nút like, một nút đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta nhận về video cũng như là sản phẩm mới nhất của kênh Nhà Đất chúng em nhé. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị ạ.